Xin chào mọi người, như vậy là tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chốt hạ biến độ tiếp theo trong sự nghiệp của mình sau khi nói lời chia tay với câu lạc bộ Yokohama tại Nhật Bản. Quyết định này được Công Phượng đưa ra chỉ sau khi rời xứ sở hoa anh đào vài ngày. Và một lần nữa, Công Phượng đã trở về Việt Nam chơi bóng, điều đó giống như năm 2017 khi Công Phượng trở lại Hoàng Anh Gia Lai sau khi không thành công ở Mito Hollyhock, và điều đó cũng tương tự như năm 2020 sau khi chỉ dự bị tại Incheon United của Hàn Quốc hay Shinchuden của Bỉ. Lần này, điểm hồi hương của Công Phượng sau hành trình xuất ngoại bất thành lần thứ 3 với Yokohama không phải là Hoàng Anh Gia Lai, cũng chẳng phải là thành phố Hồ Chí Minh, mà là một câu lạc bộ hạng nhất, đó là Bình Phước. Theo tìm hiểu, Công Phượng đã ký hợp đồng 3 năm kèm điều khoản gia hạn hợp đồng đặc biệt cho phép Công Phượng thi đấu thêm 1 năm với câu lạc bộ Bình Phước, đồng nghĩa đến năm 33 hoặc 34 tuổi, Công Phượng mới hạn hợp đồng với câu lạc bộ này. Nói không ngoài, thời điểm đó, Công Phượng có lẽ sẽ giải nghệ và Bình Phước dường như là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1995. Trước đó, trong thời gian lấn cấn tương lai tại Yokohama, Công Phượng từng nhận được tín hiệu từ một đội bóng lắm tiền nhiều của khác tại giải hạng nhất, nhưng yêu cầu với mức giá lên đến 24 tỷ đồng trong vòng 3 năm của Công Phượng đã không được phía đội bóng này chấp thuận. Nhưng sau đó, Bình Phước xuất hiện và trở thành lý do khiến Công Phượng quyết định nói lời chia tay Yokohama trước thời hạn hợp đồng. Không dám chắc Công Phượng đến Bình Phước với mức lót tay bao nhiêu, nhưng có lẽ cái giá để Bình Phước có Công Phượng cũng không dưới con số 18 tỷ đồng, mức tiền mà chính đội bóng hạng nhất trước đó đã từng đưa ra nhưng chân sút này từ chối. Gia nhập đội bóng mang danh những chiến binh xanh, Công Phượng cho biết: "Tôi thấy giấc mơ của mình thông qua tầm nhìn, khát vọng và cách làm bóng đá chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Bình Phước. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được thi đấu, cống hiến cho câu lạc bộ có sứ mệnh đồng hành với giấc mơ bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, chăm chỉ tập luyện cùng các thành viên câu lạc bộ để thi đấu đạt thành tích tốt nhất trong mùa giải mới. Tôi tin trong thời gian không xa, câu lạc bộ Bình Phước sẽ trở thành điểm đến của nhiều cầu thủ tài năng và dần là cái nôi trong đào tạo phát triển bóng đá trẻ bền vững. Cho tôi gửi lời chào thân mến đến cổ động viên Bình Phước. Xin được gặp các bạn một ngày gần nhất trên sân vận động." Sự xuất hiện của Công Phượng hiển nhiên biến Bình Phước từ thế lép vế trong cuộc đua chiêu mộ ngôi sao ở giải hạng nhất so với PVF CND hay trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nay vươn tầm trở thành đội bóng đáng chú ý hơn cả. Có thể so với những cầu thủ từ V-League xuống hạng nhất chơi cho PVF CND như Ngọc Bảo, Hữu Tuấn, Thanh Bình hay đặc biệt là Đặng Văn Lâm, Công Phượng không có phong độ cao do trải qua 2 năm không được thi đấu nhiều tại Nhật Bản, nhưng dấu ấn và hiệu ứng của Công Phượng thực sự đáng chú ý và hẳn nhiên Bình Phước có lý do để tham vọng thực thụ cho cuộc đua giành vé trực tiếp lên thăng hạng tại V-League mùa sau. Bản thân Bình Phước cũng tự hào giới thiệu Công Phượng là một trong những tân binh đáng chú ý nhất của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước ở mùa giải 2024-2025. Anh sẽ là sự bổ sung chất lượng giúp huấn luyện viên Anh Đức có thêm nhiều phương án tấn công trong mùa giải đầy cạnh tranh sắp tới. Đội bóng này hồ hởi khi đã chiêu mộ cầu thủ mà cả V-League lẫn hạng nhất, thậm chí là cả bóng đá Việt Nam đều biết. Công Phượng là một trong những cầu thủ nổi bật nhất thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Công Phượng được đánh giá ở lối chơi mang đậm chất kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến, xoay chuyển trận đấu. Ở sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ, Công Phượng từng khoác áo câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, nơi đã đào tạo ra anh, và thành phố Hồ Chí Minh trước khi dấn thân trên hành trình dũng cảm tự nâng cấp chính mình để trở thành cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Khi khoác áo câu lạc bộ Mito Hollyhock Nhật Bản vào năm 2016, Incheon United Hàn Quốc 2019, Shinchuden Bỉ năm 2019 và Yokohama FC năm 2023 và năm 2024. Quay trở lại với Công Phượng, người hâm mộ có quyền chờ đợi vào màn hồi sinh của tiền đạo này. Năm 2017, chân sút này sau khi trở về từ Nhật Bản đã ghi 7 bàn cho Hoàng Gia Lai. Mùa kế tiếp, anh thậm chí ghi 12 bàn cho đội bóng phố núi. Năm 2019, sau khi không thành công ở Incheon United và Shinchuden, Công Phượng duy trì mạch 5-6 bàn một mùa giải cho thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020, Hoàng Gia Lai 2021 và 2022. Con số này tuy không lớn nhưng nó đánh dấu sự trở lại của Công Phượng. Nên nhớ, điểm đến của Công Phượng trong lần tái xuất này là Bình Phước, một đội bóng thuộc giải hạng nhất, với mặt bằng thấp hơn cả V-League, khả năng Công Phượng từng bước trở lại và ghi bàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.